Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, trong sáng ngày mùng 10 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác có buổi làm việc với thành phố Hồ Chí Minh về kết quả kinh tế xã hội và thực hiện nghị quyết 98 của Quốc hội. Được biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề xuất Thủ tướng chỉ đạo sớm giải quyết các vấn đề của ngân hàng SCB và Vạn Thịnh Phát để khơi thông các nguồn lực giúp phát triển kinh tế xã hội thành phố và cả nước. Cụ thể, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đã báo cáo với Thủ tướng và đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế xã hội, việc thực hiện nghị quyết số 98 và đưa ra các đề xuất kiến nghị. Người đứng đầu chính quyền thành phố đã đưa ra nhiều kiến nghị để Thủ tướng chỉ đạo xử lý. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo sớm giải quyết các vấn đề của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và Vạn Thịnh Phát. Việc này nhằm khơi thông các nguồn lực của địa phương và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Về các vấn đề cụ thể khác, thành phố cũng kiến nghị ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu để xây dựng khu công nghiệp cao mở rộng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mong muốn Thủ tướng chấp thuận chủ trương cho phép thực hiện dự án xây dựng đường vành đai 2 thành phố, đoạn từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp và đoạn từ Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng với các cơ chế tương tự trường hợp đã thực hiện cho dự án đường vành đai 3. Ông Phan Văn Mãi chia sẻ, thành phố cũng kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo hoàn thiện, sớm thông qua quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, đề án phát triển hệ thống đường sắt đô thị Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Báo cáo đoàn công tác, ông Phan Văn Mãi cho biết, thành phố ước tăng trưởng 6,68% trong 6 tháng đầu năm, cao nhất từ năm 2020 đến nay. Thu ngân sách của địa phương đạt 309.000 tỷ đồng, tăng 17,3% so với cùng kỳ. Thành phố cũng có nhiều công trình trọng điểm trên địa bàn được triển khai như vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, nút giao An Phú, xây dựng đường nối trên quốc hoàn, mở rộng quốc lộ 50. Vừa qua, Thành phố Hồ Chí Minh cũng trình bộ kế hoạch và đầu tư hồ sơ quy hoạch 2021-2030, tầm nhìn 2050, đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã giải ngân 13.218 tỷ trên 79.263 tỷ vốn đầu tư công được giao. Đây là kết quả thấp hơn chỉ tiêu mà thành phố đặt ra là 30%, nguyên nhân là địa phương cần giải quyết nhiều thủ tục liên quan đến công tác giải ngân. Ông Phan Văn Mãi làm rõ, nhiều dự án lớn chậm phải chờ áp dụng luật đất đai. Một số dự án có vướng mắc pháp lý như dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng, Metro số 1 biến Thành Suối Tiên, dự án Vành Đai 3 cũng chậm do vấn đề ca sàn lập. Ngoài nội dung liên quan tới các vấn đề thuộc ngân hàng SCB và Vạn Thịnh Phát, trong buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các ý kiến đi thẳng vào vướng mắc, khó khăn cần tháo gỡ, những gì làm tốt rồi thì đóng góp ý kiến để làm tốt hơn. Được biết theo Thủ tướng, cần xác định trọng tâm sắp tới làm gì để đạt mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn. Nhấn mạnh những nhiệm vụ các tháng cuối năm là đặc biệt quan trọng. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu hội nghị tập trung thảo luận để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện mục tiêu chính phủ đề ra là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát được lạm phát, kinh tế được thúc đẩy. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá đây là những nội dung rất quan trọng, đặc biệt với thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có vai trò vị trí đặc biệt với cả nước bởi thành phố Hồ Chí Minh tăng trưởng kinh tế 1% thì đóng góp 0,17% đến 0,18% cho toàn quốc, trong đó còn đóng góp rất lớn về thu ngân sách. Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ, chính phủ luôn dành nhiều thời gian để tháo gỡ vướng mắc, có những việc phải có quyết tâm chính trị mới làm được. Đối với vướng mắc về pháp luật, định hướng của chính phủ là dùng một luật sửa nhiều luật, sắp tới sẽ dùng một luật sửa 13 luật, trong đó có luật đầu tư công bởi nhiều dự án đầu tư công dù được đôn đốc chỉ đạo nhưng thủ tục vẫn còn dườm già. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hội nghị cần tập trung đưa ra các đánh giá khách quan, trung thực, rút ra bài học kinh nghiệm để chỉ đạo lãnh đạo tốt hơn. Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước tăng 6,46% so với cùng kỳ, cao nhất từ năm 2020 đến nay, đóng góp 19,65% vào tốc độ tăng trưởng chung của cả nước. Chuyển động bộ máy chính quyền thành phố có nhiều tích cực. Thành phố tổ chức đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, tập trung tìm cách tháo gỡ các dự án vướng mắc pháp lý để triển khai thực hiện bước đầu mang lại hiệu quả. Các chỉ số khác có tăng trưởng khá, như tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 10,3%, kim mạch xuất khẩu tăng 10%, kim mạch nhập khẩu tăng 5,9%, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 6,2% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước 309.000 tỷ đồng, đạt gần 64% dự toán năm, tăng gần 14% so với cùng kỳ ngành du lịch tiếp tục duy trì phát triển và đạt mức tăng trưởng cao. Tổng doanh thu du lịch tăng 15,4%, khách quốc tế đến thành phố Hồ Chí Minh tăng 30,3%, khối lượng vận tải hành khách công cộng tăng 20,8% so với cùng kỳ. Thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, tập trung tìm cách tháo gỡ các dự án vướng mắc pháp lý để triển khai thực hiện bước đầu mang lại hiệu quả. Các dự án được tập trung như tuyến metro số 1, đường vành đai 3, nút giao thông An Phú đường nối đường Trần Quốc Hoàn, đường Cộng Hòa, mở rộng quốc lộ 50. Song song đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trình bộ kế hoạch đầu tư để thực hiện giả soát hồ sơ quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030. Đã hoàn thiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn 2060 trình bộ xây dựng. Về kết quả thực hiện của 22 nhóm chỉ tiêu kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025, ước thực hiện có 9 chỉ tiêu dự kiến đạt, có 5 chỉ tiêu phần nấu đạt, có 8 chỉ tiêu khó đạt. Ủy ban nhân dân thành phố đang tập trung nguồn lực đẩy nhanh thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp, phần đầu đến cuối năm 2025 hoàn thành cao nhất các mục tiêu chỉ tiêu nhiệm kỳ. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao các đơn vị triển khai 18 nhiệm vụ, đến nay đã hoàn thành 5 trên 18 nhiệm vụ. Trong đó, hỗ trợ 2.900 tỷ đồng từ ngân sách trung ương cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài hỗ trợ vốn từ nguồn ngân sách trung ương năm 2022 cho ba bệnh viện cửa ngõ, trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước trực thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025. 13 trên 18 nhiệm vụ đang thực hiện, bố trí kinh phí ngân sách trung ương để thực hiện đầu tư xây dựng đoạn tuyến kết nối từ đường Vành Đai 2, nút giao Gò Dưa đến đường vành đai 3 đồng bộ với đoạn tuyến đường dẫn trên địa bàn tỉnh Bình Dương và đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Thủ dầu một chân thành thực hiện đầu tư mở rộng dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương các dự án trên toàn tuyến và giả soát điều chỉnh hướng tuyến đường vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh về mức vốn kế hoạch đầu tư công năm 2024 của thành phố được Thủ tướng Chính phủ giao cao gấp 1,15 lần năm 2023 79.263,776 tỷ đồng trên 68.634,311 tỷ đồng. Thành phố đặt mục tiêu giải ngân đạt từ 95% trở lên trên tổng số vốn này. Để hoàn thành kế hoạch đề ra, đồng chí Phan Văn Mãi cho biết, ngay từ cuối năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo thực hiện và ban hành nhiều nội dung liên quan, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ban ngành trung ương, các cấp chính quyền thành phố đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024. Tuy nhiên, kết quả giải ngân vốn đầu tư công 7 tháng đầu năm 2024 chưa đạt yêu cầu kế hoạch đề ra, 12.064 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 15,2% và tỷ lệ đạt thấp hơn so với mặt bằng chung về giải ngân của cả nước 32,2% và chỉ tiêu 6 tháng của thành phố 30%. Một số dự án có vốn đầu tư phải giải ngân lớn của thành phố đang gặp khó khăn, vướng mắc về thủ tục và đang trong quá trình phối hợp với các bộ ngành trung ương để tháo gỡ nên chưa giải ngân được ngay số vốn đã bố trí. Để hoàn thành kế hoạch đề ra, giải ngân đạt từ 95% trở lên. Trong các tháng còn lại của năm 2024, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo, quán triệt và đang tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ sau. Tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các dự án có vướng mắc pháp lý vượt ngoài tầm thẩm quyền của thành phố để giải ngân số vốn đã cân đối cho các dự án này. Đồng thời, thành phố chủ động có phương án điều chuyển tạm số vốn cân đối cho các dự án này để bố trí cho các dự án khác, có thể giải ngân ngay trong thời gian chờ các bộ ngành và cơ quan có liên quan xử lý vướng mắc cho dự án. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, ông Mã cho biết, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung các giải pháp đột phá, thúc đẩy giải ngân đầu tư công, tăng cường tổng mức đầu tư toàn xã hội, thúc đẩy tiêu dùng công, kích cầu tiêu dùng, bình ổn thị trường, hỗ trợ thúc đẩy xuất khẩu, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, đảm bảo an sinh xã hội chuyển đổi số, cải cách hành chính. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2024 tăng 7,5% và năm 2025 tăng 8%. Về kết quả một năm thực hiện kết quả nghị quyết 98 2023, ông Mại đánh giá những công việc đã triển khai mang lại hiệu ứng tích cực, nhiều cơ chế đi vào cuộc sống, một số cơ chế đang trong quá trình triển khai. Ông chia sẻ: Thành phố Hồ Chí Minh chủ quan đánh giá những việc triển khai trong năm qua bằng cả nhiệm kỳ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sẽ tập trung cao vào các nhiệm vụ chưa triển khai gắn với Nghị định 84/2024 của Chính phủ, tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, nâng tầm công ty đầu tư tài chính nhà nước, phát triển đô thị gắn với định hướng giao thông công cộng, trao đổi tín chỉ carbon, hoàn chỉnh thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với các dự án. Trong Nghị quyết 98/2023 có cơ chế chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái lắp đặt tại nhà dân cơ quan công sở, khu công nghiệp cần được chính phủ hướng dẫn, nhưng đến nay nghị định về nội dung này chưa được ban hành. Do đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Thủ tướng Đôn đốc Bộ Công Thương phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện trình ban hành nghị định này. Ngoài ra, thành phố Hồ Chí Minh cũng kiến nghị Thủ tướng xem xét các nội dung vướng mắc trong hoạt động mua bán tín chỉ carbon của các chủ dự án, đặc biệt là khi mua bán tín chỉ carbon ra thị trường nước ngoài. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo